欢迎继续收听你的月亮我的心，Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Phúc Khang đang có mặt tại nhà hát Bến Thành, đường Mạc Đĩnh Chi nha cô chú anh chị. Thì hôm nay là có một cái live show của anh Hai Vũ Lân biểu diễn tại nhà hát Bến Thành. Thì hôm nay là có sự góp mặt rất là nhiều nghệ sĩ nha cô chú anh chị. Thì trong đây có Hồng Loan và Phương Lê có tặng cho anh Hai Vũ Lân một cái đóa hoa rất là khủng. Thì cái đóa hoa đó trị giá là 50 triệu nha cô chú anh chị. Trong đó là chị Phương Lê chỉ làm một cái đóa hoa với tờ tiền 500 ngàn. Mệnh giá 500 ngàn là có 100 tờ. Thì trị giá nó tầm 50 triệu. Và chị lái một chiếc siêu xe khoảng 60 tỷ đến xem và ủng hộ anh Hai Vũ Lân tại nhà hát Bến Thành. Mời cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị. Còn đây là đoàn ekip của Phương Lê nha cô chú anh chị. Thì Phương Lê đặc biệt hôm nay là Phương Lê có tặng 50 vé VIP luôn nha cô chú anh chị. Tặng 50 vé VIP cho khán giả. Thì mệnh giá là một chiếc vé này là 2 triệu đồng nha cô chú anh chị. Phương Lê tặng 50 vé cho những vị khán giả nào may mắn được trúng những cái vé vào xem cái buổi live show của anh Vũ Lân. Thì tất cả các cô chú anh chị ở đây là đang ship hàng để nhận được một cái vé từ chị Phương Lê. Chị tặng cho mỗi người một vé là trị giá 2 triệu đồng và vé VIP luôn nha cô chú anh chị. Thì trong đây thì Phúc Khang có thấy mặt em Nguyễn Đăng Vlog. Thì em trai này từ ở Biên Hòa Đồng Nai lên nha cô chú anh chị. Trời mưa, hiện tại thì Phúc Khang thấy bên ngoài trời mưa có khá lớn nha cô chú anh chị. Thì mưa có lớn nhưng mà Phúc Khang thấy các khán giả rất là yêu thương anh Hai Vũ Lân cũng như là Hồng Loan đến và xem ủng hộ rất là đông của chú anh chị. Em trai thì từ ở em trai ở Nguyễn Đăng ở Biên Hòa đúng không? Chào khán giả là trên kênh của anh Khang nha. Em là chưa nhiều người không biết là anh đâu. Và đây là khán giả như thế nào các bạn? Đăng ký vé của chị Phương Lê tặng á. Vé. Thì là trong đó là có Nguyên Đăng là một vé đúng không? Em có một vé. Ừ, chúc mừng em nha. Thì đây là những anh chị này xếp hàng để nhận được cái vé của Phương Lê tặng cho cô chú anh chị. Thì Phương Lê có tặng được 50 vé, thì trong đó có em trai Đăng Nguyên Vlog cũng có được một vé nha cô chú anh chị. Đây, em Đăng Lê là ở từ Biên Hòa đã lên tới nhà hát Bến Thành. Tên là Phúc Lạch cho Nami á. Lúc mà đăng lên cái là ai mà nhanh nhất thì gửi số thoại và đăng ký được, nhưng mà không phải là ai cũng được mà chị sẽ lựa như là ứng viên cùng ai duyên với chị. Nói chung là tùy duyên đi ha, ấp là không có duyên. Chưa biết đâu, biết đâu có duyên lát chị Phương Lê đến là cho anh em mình hai vé sao. Đúng rồi, đúng chính xác, cứ chờ chị Phương Lê để đúng không? Thì Phương Lê có tặng cho 50 vé là trị giá là cái vé giá là 2 triệu đồng một vé nha cô chú anh chị. Phương Lê tặng cho khán giả 50 vé ngẫu nhiên, có nghĩa là không ai ai mà đăng ký vô là có cô chú anh chị. Trong đó thì ai đăng ký nhanh hoặc là giống như là có duyên rồi cô chú anh chị, giống như có duyên thì nhận được cái vé của chú anh chị ha. Thì Bùi Bắp với Phúc Khang thì chưa có đủ duyên, thì cũng mong là được một ngày đó có được đủ duyên.
Phương Lê tặng cho các anh em. Còn đây là xe của anh Hai Vũ Luân nha, của chú anh chị. Anh Hai Vũ Luân đã lên rất là sớm. Thì lúc chiều Phúc Khang đến tầm khoảng 4-5 giờ chiều rồi đó. Xe đã thấy xe anh Hai Vũ Luân đã đến rồi nha cô chú anh chị. Thì hôm nay anh đến rất là sớm để anh chuẩn bị cái chương trình của tối nay nha cô chú anh chị. Xe này như là xe của chị luật sư á, của đoàn luật sư của Hồng Loan với chị Ni á. Đúng rồi. Như xe này là xe của anh chị luật sư của Hồng Loan với chị Ni cũng có đến xem luôn nha cô chú anh chị. Phải ha, xe này không phải. Phải không? Lộn. Luật sư là xe Mazda. Mazda. Có anh Sang đến không? Hy vọng là anh Sang tới ha. Mưa gió quá. Cũng mong là anh Sang anh tới. Anh Sang tới là thấy có hai anh em mà anh Sang thương quá cho hai vé. Hai vé vô coi luôn à? Vô hai vé vô coi luôn. Xưa giờ chưa biết đi vô coi cái lương như thế nào. Đó giờ cũng chưa coi luôn. Nói chị Phương Lê chỉ nghe được chị thương quá, chỉ cho hai vé bây giờ. Khán giả đến nè cô chú anh chị, cái này là khán giả. Quá trời không, giờ coi nè, Phương Lê đi siêu xe đến nè cô chú anh chị coi kìa. Có người mọi người chạy kìa. Đó, coi xăng rồi, xăng đuổi kìa. Dở chị ơi, dở nè. Chúc anh Hải và chị Hồng Loan nhiều sức khỏe nha. Quá trời luôn nè, cái nào sai tôi sai luôn. Dư hôm bữa mua quả dư. Cô bấm con gái này để con. Bấm giùm con cái hả? Ủa sao nó tắt rồi? Thấy tụi em là từ người Thải không nè, đông đời luôn nè. Hai vợ chồng nè. Rất là đẹp. Lan quay lại chụp cái Lan. Chụp hai điều mẫu anh hai á. Chụp chưa? Hãy subscribe cho
Phương Lê đến nha cô chú anh chị. Đó, các anh em coi săn đón rồi ghê không? Đó. Cái này là toàn bộ YouTube không á cô chú anh chị? Ở ngoài đó là toàn bộ là YouTube không ha. Đông quá cho nên là Phúc Khang không có giao ngoài đó được. Lý do là Phúc Khang quá lùng đi, có ra cũng không có quay được gì. Quay từ xa cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đây. Đây đó đến rồi. Rồi không lấy dạ chị Loan bên này nè chị, bên này từ từ rồi cho chị Loan qua luôn rồi ơi. Hôm nay chị Loan quá quá trời rồi, không thấy người đâu mà thấy máy không à? Quá trời nè, quá tiền đồ quá. Chị Phương Lê, cảm ơn bà con đây ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.